Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người phải đói. Bây giờ quỷ nói với mình: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa thành đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: tôi sẽ cho ông quan quyền các trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai quỷ. Vậy nếu ông bái lại tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà dâng mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay lên cho bạn khỏi bước chân vào đá. Bây giờ Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa và Thiên Chúa của mình. Sau khi đã xoay đến cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Thưa quý bạn trẻ, kể từ hôm nay cho đến thứ sáu tuần thánh là đúng 40 ngày, thì thế chúng ta cũng bước vào 40 ngày hoa mạc, sa mạc như chúng ta được nghe trong bài tin mừng này. Buổi chay có ý nghĩa rất đặc biệt trong đời sống thiêng liêng và đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái từng chay đó, thì em theo tiếng Việt mình dịch ra thì nó mang chỉ có một góc của cái ý nghĩa về buổi chay. Nhưng mà cũng thích những cái từ gốc của nó trong tiếng Anh và tiếng Latin rất là sâu sắc. Tôi xin gửi quý vị anh chị em suy tư. Tiếng Anh là lamb, một chay là lamb. Lamb nó có nhiều nghĩa đó anh chị em. Lamb là dài, là chậm, đúng không? Là suốt một độ dài của mình, chiều dài của bạn. Nghĩa là xuyên suốt nhưng mà chậm lại. Chúa sau khi được nghe về mình là con Thiên Chúa, được Chúa Cha yêu mến Chúa vào trong hoang địa trước khi đi rao giảng, và suốt một chiều dài 40 ngày chậm lại với mình, chậm lại với mình trước khi mình thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời. Chậm lại ở đây nghĩa là gì? Đây cũng là thời gian chúng ta dừng lại một chút, chậm lại một chút với cuộc đời của mình, với những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình, đặc biệt là quyết định liên quan đến tình yêu, đến cuộc sống, đến sứ mệnh của mình, những gì Chúa mời gọi. Mình cần phải chậm lại để suy tư, chậm lại để có thời gian cho ai đó, chậm lại để hiểu hơn về một vấn đề nào đó, về một quyết định nào đó. Chậm lại nhưng mà chậm lại trong một mình đối diện với Chúa để hiểu mình trước khi mình đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình, xem quyết định đó có thuộc về Chúa, không với Chúa không. Đó là chậm lại. Lên không có nghĩa gì anh chị em, là quá khứ bị động của cho mượn, đường cho lên. Lên khi có ai cần cái gì lên, mà khi mà mình đưa người ta cho mượn thì mình đưa lên. Vậy thì ý nói ở đây là trong thời gian này là thời gian chúng ta hiểu được
sự thật cuộc đời của chúng ta là tất cả những gì mình có, hết cả cuộc sống của mình được Chúa cho mình. Được Chúa cho mình. Bạn trẻ đấy, lúc mình sinh ra tới bây giờ, có cái gì mà mình không phải được cho? Và nếu mà suy nghĩ một cách sâu sắc, chúng ta thấy ngay cả khả năng chúng ta làm việc ngày hôm nay, làm được việc và kiếm được tiền, nó xuất phát từ kiến thức của mình, đúng không? Nhưng mà kiến thức của mình từ đâu ra? Ai đó dạy cho mình? Và khả năng mà mình đứng được ở đây từ bao nhiêu cái sự nuôi dưỡng khó nhọc của cha mẹ, của người thân, ai đó đã phải cho để hy sinh cho mình. Và tất cả những gì mà mình có thể tồn tại được sau một cái đại dịch nghiêm lớn như vậy, cũng hiểu được là ai đó đã cứu Chúa cho mình. Ở đây không phải là Chúa đòi lại, nhưng mà hiểu được cái chân lý là mình được cho mượn, nghĩa là không có gì ở với mình suốt cả. Thứ hai là cũng có thể là lúc để chúng ta cho mượn trở lại. Vì thế, cái một trong những cái hành động thiêng liêng của mùa Giáng là làm việc bác ái. Mà làm việc bác ái không phải để cho tốt, mà ý thức được rằng đây là bộ phận của tôi giúp lại người khác. Vì tôi hiểu được rằng những gì tôi có là tôi được chọn. Cái điều thứ ba của chữ mùa chay là trên mùa chay tiếng Ý, tiếng Latin là Quaresma, là 40. 40 đêm ngày. Nhưng mà 40 đó là cái ý nghĩa của một cuộc đời, hay là của một hành trình cuộc đời. Và bây giờ chúng ta mới đi vào trong bài tin mừng tại sao chữ 40 này quan trọng. Anh chị em nhớ, khi dân Do Thái bước ra khỏi Ai Cập, đi 40 năm trong sa mạc, Chúa chịu cám dỗ 40 đêm ngày. Và người ta nghiên cứu ra trên theo tâm lý học, người ta nghiên cứu một hành vi của con người muốn thay đổi cần 40 ngày, ít nhất là 40 ngày để thay đổi một hành vi. 40 ngày lặp đi lặp lại 40 lần ít nhất để con người học được thêm đó. Rồi người ta lại nghiên cứu, người ta thấy được điều này đang chen 40 là thời gian bắt đầu mình đối diện với khủng hoảng tuổi trung niên. Tại vì 40 là cái năm đẹp nhất của đời, của cuộc đời, khi mình đi qua cái con đường. Nhưng mà khủng hoảng ấy thì là lúc mình vấp ngã nhiều nhất. Tại bây giờ mình sẽ hiểu được ba cái cơn cám dỗ nền tảng trong cuộc đời chúng ta, mà được diễn lại trong chính cơn cám dỗ của Giê-xu. Người ta nói rằng chị em, một trong những cái mà chúng ta quên và chúng ta gặp phải khó khăn trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay là không phải sống trong khốn khó, mà làm sao sống trong những gì mình có mà mình không vấp ngã. Và lúc mình luôn luôn chúng ta đặt câu hỏi là tại sao ngày xưa mình khổ, mình có nhau, mình trung thành với nhau, mình trung tín với nhau, mình thương nhau nhiều hơn khi mình khổ, nhưng mà bây giờ khi mình sướng, mình có điều kiện hơn, mình thoải mái hơn trong phương tiện, trong điều kiện sống, mình lại dễ vấp ngã. Đa phần những lúc mà mình không chung thủy, ngay cả trong đời sống tu truyền và đời sống hôn nhân, là trong những lúc mình còn trong mỗi lúc mình biết. Có nhiều gia đình trong cái thời gian đầu của hôn nhân khó khăn lắm, hai vợ chồng chưa làm ra tiền, khó khăn đủ bề hết, thì lại thương nhau nhiều, lại gắn kết với nhau nhiều. Nhưng mà đến khi mà mọi người đến một lúc nào đó ổn định cuộc sống nhiều, có phương tiện rồi, thì lúc đó cái sự không yên bình sẽ ra. Và ngày hôm nay
một trong những cái nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong đời tu không phải là vì đời tu khó, mà đời tu quá dễ, có nhiều quá. Ngày xưa tôi viết một cái thư khi tôi ở Ấn Độ đi truyền giáo rồi nhé, khi tôi muốn liên lạc với gia đình, tôi viết một cái thư mà tôi phải chờ một tháng cho tới hai tháng mới nhận được thư trả lời. Còn bây giờ là ngay lúc thì đúng không? Nhưng mà ngay lúc thì vẫn bỏ cuộc như vậy, vẫn bỏ cuộc như vậy. Vậy thì cái câu hỏi là, thưa anh chị em, có những thứ trong cuộc đời chúng ta nó lặp đi lặp lại, cho dù mình nghèo hay mình giàu, đó là gì? Đói. Khi mình nghèo mình vẫn đói và mình ăn xong, mình nghèo mình vẫn đói, mình phải ăn cho no. Nhưng khi mình giàu mình có đói không? Có. Rồi mình cũng ăn, rồi mình có đói lại cho mình giàu không? Vẫn có. Đói đó là đói gì? Là cái gì liên quan đến thể xác, từ khói lạnh cho đến những cơm nước ăn đó. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là vì chúng ta dạy con cái mình và chúng ta cũng quyết tâm cho mình thành công, nhưng chúng ta không dạy con cái mình, không dạy tu sĩ của mình sống trong thành công thì đó. Chúng ta sống trong khó khăn khi đó thì mình học, mình cố gắng vượt qua, nhưng chúng ta không dạy nhau sống trong thành công khi đó. Và anh chị em biết trong hai điều là khi đó. Và cái thành công của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và ma quỷ cũng dùng. Người ta gọi là đương cấm dỗ tiếng Anh là từ self-entitlement. Thì sơ, tôi xứng đáng để con, vì tôi là con Thiên Chúa. Tôi xứng đáng để làm được cái này, vì tôi là con Thiên Chúa. Tôi xứng đáng để sở hữu cái này, vì tôi là con Thiên Chúa. Vì tôi là con Thiên Chúa, tôi sẽ làm cái đúng ra không ăn được thành cái tôi ăn được. Đã thành bạn. Vậy chúng ta thấy cái sự không chú ý là gì? Là tôi chọn ở với hay tương quan với hay sống với một người đúng ra không được. Vì tôi đói, và tôi đói mà tôi có khả năng rồi, tôi có tiền của rồi, tôi xứng đáng là được. Tôi biết anh chị em biết có rất nhiều người cũng rất phải luôn cảm khổ của tính dục, của điều năm thứ sáu đó anh chị. Và khi mà đối diện với đề trên và đặt câu hỏi là tại sao anh biết luật không cho phép, tại sao anh không, lúc đó người đâu có nói con nghĩ rằng con là con cũng lâu con đi theo Chúa, con hy sinh cho Chúa nhiều rồi, con xứng đáng được một lần cho biết như vậy. Và anh chị thấy có rất nhiều cái cám dỗ của chúng ta, nó là cám dỗ của thần đói, nhưng mà bản chất không phải vì đó mà đằng sau đó là vì mình nghĩ mình xứng đáng, vì mình nghĩ mình làm như thế, mình có cái đó, mình đáng được. Cái cám dỗ thứ hai của anh chị trong 40 ngày trong suốt cuộc đời, hay là trong cái tuổi trung niên hay cái lúc khó khăn của mình, cám dỗ thứ hai trong Luca rất hay là nó quỷ nó đưa Chúa đi lên trên cao và nó nói quyền lực cũng không phải nói quyền lực bằng quyền. Anh chị em thấy ngày hôm nay cái phong trào hay là cái lời bàn về phong trào yếu nhiều nhất ngày nay là gì? Quỷ ác. Anh chị em biết là vừa rồi trong cái lễ đền dây ba lương của Đức Tổng có một nhóm giáo dân kéo tới la hét ông sòm đóng vai quỷ ác,
rồi bắt rồi gào thét để Đức Tổng và các cha xung quanh đó phải tới đặt tay xuống cái người mà trưởng cái nhóm trừ quỷ đó, mới chạy ra đặt tay rồi cái người la hết đó hết cái đức mình mà làm cái giữa nhân vật ba đó. Dĩ nhiên là chúng ta nghe là chúng ta biết đó là một vật của chính mình hả, có cái quyền trừ quỷ mà mấy người đó linh mục nhận dây Đức Cha rồi bề trên không ai làm gì, không ai làm được, bây giờ phải cho tôi trừ quỷ. Nhưng mà anh chị em suy nghĩ sâu xa, ma quỷ nó có cần phải làm như vậy để thắng con người không? Ma quỷ nó không có giải được. Ma quỷ là cách của ma quỷ là làm cám dỗ để kéo con người ra khỏi Chúa, đơn giản đi chạy với con đường. Mà đi trên bằng cách nào là người ta gọi là dùng cái tốt để cảm dỗ, chứ phải dùng cái xấu. Việc của Chúa bây giờ đây là làm sao để thu phục mọi người dưới bàn tay của mình, là vua, là con Thiên Chúa thu phục mọi người dưới bàn tay của mình. Khi thu phục bằng cách nào, có đề nghị bằng cách nào, quỳ lại nó, quỳ lại ma quỷ cho mình, là quỳ lại cách thực hiện của ma quỷ, chia rẽ và lên án phương thế của ma quỷ và chia rẽ con người lên án. Ông không có tốt với mấy người đâu, ông sợ mấy người biết quá nhiều nên cấm mấy người ăn cái trái cây đó, mấy người ăn cái đó là bằng đạo nên không phải ông không đừng ăn, giờ ăn lên án chia rẽ nói xấu. Và đây là cái của Đức Giáo Hoàng. Trong bài giảng nào Đức Giáo Hoàng có nghĩ, tôi nghĩ 2-3 lần thì chỉ có một lần là nói xấu là cách tốt nhất để chia rẽ mình. Và cái thứ hai thì dùng mình áp đặt hãm hại, tôi nói xấu người tôi đọc được một câu rất là hay trên mạng anh chị, người ta nói xấu bạn, người ta nói bạn xấu để người ta không cảm thấy yêu kỳ, không cảm thấy ấy náy khi làm điều xấu với bạn. Cái câu đó nó hiện ra sau khi Putin bắt đầu đánh vô cái Ukraine. Tại vì sao vậy? Vì lên án Ukraine là phát xít, xong rồi đánh chiếm Ukraine, rồi cuối cùng nói người ta xấu để mình justify, mình biện minh cho cái hành động đừng đánh chiếm người ta. Có mình làm vậy không chị? Mình làm vậy. Và ma quỷ mời Chúa làm cái cách đó để nhanh có quyền, nhanh kiểm soát mọi sự, nhanh chia rẽ được cả. Là Chúa nói như phục thờ như Chúa mà thôi. Cách của Chúa là yêu thương. Và cám dỗ cuối cùng, cám dỗ đầu tiên thì là cám dỗ trong cơn đói và dùng để sự xứng đáng. Cám dỗ thứ hai, cám dỗ của quyền và dùng để ảnh hưởng của ma quỷ, nói xấu và chia rẽ. Và cám dỗ thứ ba là cám dỗ của vinh quang và làm điều lạ, đem lên trên thượng thờ, nắp thượng thờ là vinh quang, tượng trưng cho cái vinh quang lớn nhất ở trên đỉnh đỉnh. Nhưng mà hơi hay hơn nữa là mình nhéo xuống, nó nhảy xuống để chi vậy? Để thiên thần chắc chắn vì là con Thiên Chúa sẽ đỡ. Mà nếu làm như vậy thì đây là một cái người ta gọi là siêu anh hùng, siêu anh hùng, super natural power. Linh mục của tôi bị cám dỗ thì nó anh xem. Bây giờ giảng như vậy bao nhiêu người giáo viên có thể nghe và hiểu và thay đổi. Nhưng bây giờ mình đặt tay cái người ta hết bệnh liền, mọi người tới bệnh liền lắm. Đúng rồi. Nhưng bây giờ mình muốn cho người ta hết đi sao? Mình thuyết phục người ta hết. Hãy mình làm cách nào đó để thuyết phục mọi người, tôi có khả năng chữa hết mọi bệnh tật,
tôi có quyền. Anh Giê Thiên Chúa đâu có làm điều đó. Đối với tất cả mọi người trên suốt 30 năm Chúa sống làm gì? Nếu mà tôi làm điều đó, anh chị em để ý, đến cuối cùng thì sao? Cơn cám dỗ nó lặp lại trên thành giá. Do đó cuối cái đoạn tin mừng, ma quỷ nó nói là trong tin mừng nói là ma quỷ nói là nó sẽ đi thời cơ khác, và thời cơ khác là linh của trên thành giá. Thế là gì? Tôi làm cho mọi người phán cùng tôi, những bộ tôi. Mà mọi người ngưỡng mộ tôi, mọi người sẽ theo tôi, sẽ nghe tôi. Và các phương tiện truyền thông ngày hôm nay là đẩy con người và đẩy giới trẻ vào việc làm sao để mọi người phản phục và ngưỡng mộ. Do đó, TikTok, mạng xã hội nó rất là ăn khách cho những người, vì nó đi theo con người, làm cho mọi người ai cũng có thể làm được sao ngưỡng mộ. Nhưng mà ngưỡng mộ này để hướng tất cả về cái không bạn trẻ. Bạn trẻ thấy khi trên thập giá những người đóng vai ở dưới lặp lại câu nói của bạn bị: nếu ông là con Thiên Chúa xuống thập giá. Vậy sao? Vậy thì cơn cám dỗ của Chúa nhắc đến chúng ta. Chúa bị cám dỗ, chúng ta cũng bị cám dỗ. Bài tin mừng này là bài học, là lời động viên của chúng ta, cũng là cách để chúng ta hiểu. Không phải là để cho mình đấm mình nói con phạm tội và phạm tội, mà hiểu đâu là cái gốc của những lúc mình yếu đuối, mình vấp ngã, và để đi từ gốc mà mình đứng vững trở lại. Thứ hai, để chúng ta can đảm tin tưởng Chúa cũng chịu cám dỗ, nên nó không phải là cái gì đó ghê gớm và xấu xa với mình. Nếu mình đã vấp ngã, vấn đề ở chỗ này, tôi có can đảm đứng lên và hiểu rằng tôi cần phải đi con đường nào. Và thứ ba là gì? Tôi đặt câu hỏi với cơn đau của tôi đang đau khác. Và trong cơn đau khác lúc này của tôi tìm cách nào để lấp hỏa hơn khác đau. Và qua đó chúng ta sẽ bình an và chúng ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay với tâm tình tri ân, để biết rằng Chúa yêu thương chúng ta.